Chào anh em. Hôm nay cũng hơi gọi là rảnh rỗi một chút. Lâu lắm rồi không quay cái video này. Bây giờ đang giữa mùa hoa lan hoa thảo kèn của Lai Châu. Cực nhiều hoa. Đây. Tím khắp vườn luôn. Tràn ngập màu tím. Đa phần cũng nở rồi nhưng mà còn một số ít các nụ còn chưa nở. Cái bé ớt chín hết rồi. Hôm nay chắc kiếm tím là chính thôi. Còn có một chút vàng của kiểu tua này. Đó. Chút hồng hồng của long tu cũng tàn gần hết rồi. Tu hồng của vĩ. Đây là vôi, hơi ngược sáng một chút. Đỏ vôi. Đỏ vôi nhé. Đây là giỏ kèn nữa. Đây là đen ru. Đen ru chớp. Cái này để trồng chơi rất là hay, màu đẹp nhiều lắm anh em ạ. Đây những kèn này, chung mùa này chủ yếu là kèn thôi. Bên tê bông hai cạnh. Lai Châu đây. Sắc tím này. Tím vai cánh dày, vai to này. Mầm, nói chung là mầm cây nào sớm thì lên rồi, cây nào muộn thì hơi nhú nhú thôi. Không phải cây nào mầm cũng to này đâu. Nụ nhiều bông cũng chưa nở đâu. Đây có cây kèn họng nhạt nhạt này. Có chút biến dị. Chưa được gọi là đột biến mạnh đâu nhưng vẫn có chút biến dị. Khác với cây bình thường. Anh em để ý nhé. Cây họng nó màu đậm, gần giống đen này. Đây họng nhạt. Quá tranh thủ quay một chút video. Đồ lắm là không có cái video nào. Xin chào tất cả mọi người.